đừng trách anh lặng thinh, vì rằng em đã vô tình. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với Âm Thanh Tân Tiến. Ở những cái clip trước thì em đã giới thiệu cho các bác hai dòng loa của thương hiệu DMX, đó là LS10, cặp một cặp full bass 25 và một cái model nữa của DMX có model là NKS12, đó là một cặp full bass 30 ở phân khúc tầm độ trên 20 triệu. Và ở đây thì em đang giới thiệu cho các bác thêm một dòng sản phẩm nữa cũng của DMX, nhưng mà nó sẽ có một sự khác biệt rất là lớn về chất âm cũng như là cái logo này. Cái logo của DMX đời mới thì nó sẽ là DMX Audio, còn cái logo đời cũ của nó thì nó sẽ là chữ là DMX với cái logo màu trắng xanh như này. Và cặp loa DMX CH12, đây là một cặp loa full thuộc dòng loa full cao cấp bass 30 của thương hiệu DMX. Cặp loa này nó có một cái sao tiếng khá là êm, tiếng bass nó rất là đầm chắc và nó không có độ gắt các bác nhá, và giải tép nó rất là mịn luôn. Và những cái dòng loa của DMX, những cái thương hiệu cao cấp của DMX hàng đầu thế giới này thì được ứng dụng trong các phòng hát, quán bar và karaoke gia đình, đặc biệt là những cái phòng hát cao cấp, phòng hát gia đình cũng rất là chất lượng. Và các bác nào mà có điều kiện thì chơi những cái cặp loa DMX CH12 này thì rất là chất các bác nhá. Và DMX trang bị cho cái dòng model CH12 này củ bát của tép của nhập Italy của BNC các bác nhá. Đấy, một cái thương hiệu linh kiện rất là nổi tiếng hàng đầu thế giới. Và các bác biết được rằng là cái sao tiếng của DMX thì rất là đẳng cấp và nó được đạo nhái khá là nhiều, vì chính vì cái tên tuổi của nó, vì cái sao tiếng nó chất lượng như thế thì các gian thương người ta đạo nhái những cái dòng loa của thương hiệu DMX này rất là nhiều các bác nhá. Và khi mà các bác liên hệ tới Âm Thanh Tân Tiến thì em sẽ cam kết với các bác là sẽ có một cái mức giá chiết khấu rất là đẹp, và cam kết với các bác là hàng luôn luôn là hàng chính hãng nhập khẩu của công ty điện tử Phượng Hoàng. Các bác có thể phân biệt được dòng loa mà chính hãng ở trên các cái tem này, tem của hãng cũng như là tem của đơn vị nhập khẩu, thì DMX thì nhập qua cái công ty điện tử Phượng Hoàng này. Đấy, có cái tem này các bác nhá, tem phụ này. Và ở đằng sau của nó cũng sẽ có dấu hiệu nhận biết để cho các bác biết được rằng là nó sẽ có tem phụ và có cái logo của DMX này, và có mã quét QR và có cái dãy thẻ cào nha các bác nhá. Các bác cào ra thì các bác có thể là tra check được dòng loa của nhà mình có đúng là loa chính hãng hay không. Thường loa hãng thì nó sẽ có một cái mức giá khá là cao so với những cái dòng sản phẩm mà hàng giả hàng nhái trên thị trường. Với cặp full 30 sử dụng linh kiện bát chép nhập của BNC Italy thì nó sẽ có một cái sao tiếng rất là chất lượng và nó sẽ có một cái độ lì đòn khá là ấn tượng các bác nhá. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái logo đằng sau, thường dòng loa của DMX thì cái hậu đằng sau thì nó sẽ là màu hường khá là ấn tượng, nhưng mà dòng model này thì nó đã được cải tiến sang cái màu đen này. Đấy các bác nhá. Thì nó sẽ có hai cổng input đầu vào, một sẽ có một cổng input và một cổng link này. Đấy, và nó sẽ có model là CH12 là loa highway full range speaker. Đấy, gồm một bass 30 và một áo chép kèn, thì tép có quận côn là 44 và còn một củ bass từ 190, khá là gấu, rất là khủng trên một dòng loa full 30. Nó sẽ có giải tần đáp ứng từ 50Hz đến 20kHz, giải tần rất là rộng và công suất của nó sẽ là 350W, và khi nó tái tạo liên tục nó sẽ cho ra một cái công suất là 700W và max sẽ là 1600W. Ui, quá là kinh khủng. Và nó sẽ có độ nhạy là 98dB và max SPL nó lên mới 131dB, công suất cực đại. Đấy, thì nó sẽ chịu một cái áp lực rất là lớn. Sản phẩm này được lắp ráp tại China, nhưng mà nó sẽ được sản xuất trên dây chuyền linh kiện của Italy các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò. Với những dòng loa của DMX như này thì các bác có thể trải nghiệm được một chất âm không thua kém gì những hàng Âu, hàng Mỹ, vì chất lượng linh kiện
cũng như là dây chuyền nhập khẩu của Italy, sản xuất của Italy các bác nhé. Và em đang ghép một cấu hình, một bộ dàn ngày hôm nay thì cực kỳ là khủng. Sử dụng thêm một cặp một con súp của thương hiệu DMX, có model là 15B, DMX 15B các bác nhá, một con súp bắt 40, một con súp hơi để ghép với một bộ dàn ngày hôm nay. Thì bộ dàn ngày hôm nay em bật mí cho các bác có tổng trị giá là 82 triệu đồng. Đấy, một bộ dàn này đánh trong không gian rất là sang trọng và đẳng cấp. Và nếu mà các bác nào có điều kiện thì hãy liên hệ tới Âm Thanh Tân Tiến để có một cái mức giá chiết khấu rất là đẹp. Khi mà các bác liên hệ tới em thì em sẽ hỗ trợ các bác lắp đặt cũng như là setup tại nhà các bác nhé. Em phố ghép cho bộ dàn ngày hôm nay thì em sẽ lựa chọn một con đẩy 4 kênh của LA Acoustic, có model là TA-9900, 1000W một kênh, hai kênh 1-2 em sẽ đánh cho hai con full, và 3-4 em sẽ bridge lại để đánh cho một con súp hơi này thì nó sẽ công suất nó được gấp đôi lên, đánh rất là khỏe, rất là bạo lực các bác nhá. Đánh một không gian phủ, một không gian phòng khách rộng tầm độ 40-50m² là vô cùng thoải mái đấy. Và tiếp theo đó là một con vang số của nhà BFA Audio, thì con K3000 Wi-Fi Pro này bên em đã lắp trong phòng hát cũng như là những cái bộ dàn karaoke cao cấp, thì những cái con mẫu model K3000 Wi-Fi Pro này thì nó đáp ứng được xử lý tín hiệu vang vọng cũng như là cái tiếng mic của nó chống hú rất là tốt các bác nhá. Và em setup thêm nó là một con mic của nhà Apollo P6 đấy. Và cặp mic này thì được đặt trong phòng hát rất là nhiều, và rất là nhiều bên anh em kỹ thuật và bên bán âm thanh khác cũng setup cái con P6 này trong phòng hát khá là nhiều, vì cái chất mic của nó khá là ấn tượng và nó có độ dày, có độ ấm, nó có độ ngọt sẵn đấy, khi mà hát nó rất là nịnh giọng các bác nhá. Và không để các bác chờ đợi lâu thì em sẽ lên nhạc để cho các bác được trải nghiệm một cấu hình karaoke, một combo 82 triệu sử dụng loa của DMX, đẩy LA Acoustic TA-9900, vang của BF và mic Apollo P6 các bác nhá. Và các bác hãy đeo tai nghe để được trải nghiệm một cái chất lượng âm thanh tuyệt hảo nhất có thể các bác nhá. Quá là chất đúng không các bác? Các bác có thể là đeo tai nghe và trải nghiệm cái chất âm cực kỳ là ấn tượng các bác nhá. Tôi về thời xa xưa lòng gió bên khó
hoa cà, rượt đôi bước tung tăng, diều cầm dây mãi tình thương, đầu xanh chưa biến buồn, chưa sầu chưa loạn. Xin trả tôi về ngày xưa trong mùa lúa, bên anh lơ hồn mẹ thức nấu mồ vai, ngoài sân vang tiếng cười tan vang chân của bóng chày thắm đường về tình quê.